Ok, hello các bạn nha. Ok, hôm nay mình sẽ gọi là đi chế tạo cái cần câu rùa. Bữa mình nói các bạn á, bây giờ trước mình nói các bạn đúng không? Ok, đây. Mình sẽ chế cần câu gọi là cần câu rùa Archelon mạnh mẽ, cần câu VIP, câu tím các bạn nha. Tăng 100% xác suất hiện rùa Archelon, 100% xuất hiện bắt thành câu rùa Archelon, 40 lực căng, 50 sức mạnh các bạn nha. Ok, chế tạo, 6 giờ sau mình sẽ vào lấy nhận. Thì trong lúc đợi thì mình sẽ đi cầm cần mỏ neo, mình tiếp tục đi săn cá các bạn nhé. Để xem hôm nay là được cái gì các bạn ơi. Gì thôi, let's go. Ok. Và đây là bóng 6 đầu tiên của video ngày hôm nay. Gì mong sao đầu cá bật các bạn ơi. Ok, tập trung cẩn thận. Quá, nhấp đôi à, nhanh nè. Cẩn thận nha. Chú ý vào. Các bạn phải để ý như mình nè, để phát đầu tiên hoặc là phải luôn luôn cẩn thận là những phát gấp đôi các bạn nhé, thừa hụt đấy. Ok, phần này dễ cắn lắm, biết ngay mà đó sẽ là cái gì. Như vậy là cái bóng sáu ngày hôm nay, video ngày hôm nay đó là một em bóng cá khổng lồ đầu tiên mà không biết là con gì đây. Nói chung là một choáng đi luôn cá này, một choáng đi luôn này, hoặc là hai kéo nữa cần đây. Chưa tới một choáng nữa, mới có nửa choáng thôi là đi lên rồi. Và đây là một con cá voi lưng gù, kích thước là 1229 cm. Gì gì con cao nhất của mình, kỷ lục cao nhất mình là một con 1789. Vì sơ có bạn nào có voi lưng gù là dài hơn, một to hơn 1789 nè, bình luận cho mình biết nha. Ok, tiếp tục câu tiếp nè. Ok, bóng sáu thứ hai các bạn ơi. Ui, lại khổng lồ nữa à, một nhấp luôn rồi chứ. Và là mày cũng kịp đề phòng, mình đã nói rồi, để ý mình những pha nhấp đầu tiên các bạn ơi. Ok, một choáng thôi, đi gần được cái móng. Ok, để xem con cá gọi là khổng lồ là cái gì đây. Nhớ choáng nữa. Ok, tán trắng nha mọi người nhớ, nên huyền thoại nhá, nên vip huyền thoại cá nhà tán đầu trắng, kích thước 1214 cm, 1214. Con gần cao nhất của mình vẫn là 1376 cm. Ok, cũng được ha. Con này thì mình có cả thường ở vương miện rồi. Thì sao? Thôi, bảo quản câu tiếp các bạn ơi. Tiếp tục là một em bóng 6 nữa. Có phải quá bật không đây? Để ý nha các bạn nha. Xem nữa là cái trường hụt nha. Một là phí lắm. Nào. Bóng máy này, bóng 6 đây. Bóng nghe bóng 6 đây mọi người ơi. Nhấp đôi à, nhấp nhiều à. Nhấp nhanh à, anh không sợ đâu. Chuẩn bị nè. Biết ngay mà. Hai dòng. Có một dòng. Vương miệng đi. Một phát toán là hết cái máu của con cá khổng lồ luôn. Cần này cá vật cũng chịu không nổi nhớ, đừng nói mà. Chỉ số này thì bình thường các bạn ơi, chỉ số của cái cần câu là bình thường này, cho các bạn xem chỉ số nha. Xem đây có gì đây. Ôi ôi, lông trắng nữa. Và đây là một con thu lông trắng có kích thước là 2178 cm. Con to nhất của mình là vẫn 2499. Có ai có thu lông trắng mà to hơn con của mình không? Cái cao nhất nè, 2499, nhớ các bạn nhìn biết nha. Ok, để cho mình coi, cho các bạn coi chỉ số cần câu mỏ neo của mình cho nhiều người và thắc mắc nha. Mình cũng biết trước mình có là chỉ số mỏ neo rồi ấy, ai chưa xem thì xem lại nha. Đây. Chỉ số cần mỏ neo của mình thì sức mạnh thì có tầm 180 à. Sức mạnh là 180 đúng không? Đúng rồi, 180 à. Còn tỷ lệ choáng cá 20% này, còn bao nhiêu cho hai dòng mà thành công vô là ổn ha, như vậy là ổn. Nhưng mà mình kiểu mình còn muốn lên sức mạnh nữa, mình thôi mình nghĩ đã đủ rồi, mình để dành đá này để cho những cần câu khác trải nghiệm thêm cần câu khác các bạn ha. Ok, giờ tiếp tục câu tiếp. Ai bóng năm câu gì xương xương, cái bóng năm đỡ buồn ơi, nãy giờ bóng sáu cũng mấy con rồi đó nhưng mà vẫn chưa có là xuất hiện cái vật nào cả. Bóng năm mấy con gì đây, chắc là mùi cưa hay đang đau vậy mà, một trong hai con đó thôi. Thảm ta, ở đây làm gì có một búa đâu, ở đây làm gì có cá một búa nhờ. Để xem cái gì đây. Đang đao đi, đang đao bán nhiều tiền hơn, đang đao. Ui ôi, ở đây có cá voi sát thủ mà, quên. Đúng rồi, đây có cá voi sát thủ mà. Lâu quá không câu, mình cũng không nhớ được là đây có bóng năm là con gì luôn á. Ok, cá voi sát thủ con này thì có kích thước là 570 cm. Lột cao nhất của mình vẫn là 770. Hình như con này là 777 799 là max sao mọi người, 799 là cao nhất hay sao. Ok, bảo quản câu tiếp. Thêm em bóng năm nữa. Gì con năm gì đây,
Có bông mì không đây? Chắc răng đao à, hay là mùi cưa nhờ? Mình nghĩ chắc là răng mùi cưa quá. Là răng đao. À răng đao. Mà sao răng đao này 5 586 cm. Kỷ lục cao nhất của mình vẫn là 751 cm. Thì mấy con này thì mình có vương miện hết rồi mọi người. Mấy cái này mình full hết rồi. Mong sao các bạn có nhiều 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 tí, nhất là các vật để cho các bạn xem cho đã mắt. Vậy yeah. 4 năm nữa hả? Trời ơi, sao đâu hết rồi chưa ra. Là 4 năm nữa rồi nè. 4 năm mày còn gì đây? Giờ mày thấy 4 năm mình câu chứ giờ sao lọc hả? Lọc ta. Thôi câu đi. Câu cho vui. Vậy yeah. Ý ý ý gì đó làm gì? Làm gì á? Nó làm gì á? Dễ gì mà hụt được em, bốn năm lừa hả? Lừa để thoát cái gì? Pha này cắn này các bạn, pha này cắn này, biết ngay mà. Lên. Đây con gì? Ui. Lại thêm một gọi là các bác sát thủ nữa. Kích thước 592 cm. Yeah. Rồi, cất vô, câu cảm sau tiếp. Ê, 46 đây anh em ơi các bạn ơi. Lại thêm một em nữa, đã he, đã he. Ok. Có phải các vật không nhờ? Ok. Có vật đi, có vật đi, có vật đi, có vật. Trời ơi, lại thêm em khổng lồ nữa. Ây da. Trong khi đợi cái cần câu kia chế tạo xong thì gặp thằng cá khổng lồ không vậy ta? Chắc video sau mới gọi là lấy cái cần đó để mà đi săn cá được quá các bạn ơi. Các bạn nhớ là video sau nha. Video này thì các bạn xem tại mình cầm dùng cần bỏ neo để mình kéo cá sấu lên đã. Ok. Đâu nào. Ok, một kéo nữa lên này, một kéo nữa lên này. Và đó sẽ là nữa. Lại là một em thu lông trắng nữa. À da, hôm nay có vẻ là hai em thu lông trắng ám mình rồi nha các bạn nha. Ok, thôi. Bảo quản đi. Đây rồi, đây rồi. Ok, một nhấp luôn sáu ơi. Ui, lại cá khổng lồ nữa hả? Ok, chắc là xong cá này chắc mình đi nhận cái cần câu này mình mới chế cần câu rùa cho anh. Cần câu VIP mọi người nha, cần câu nền tím. Thì mình đi đi câu cá thử các bạn nha, để câu thử như thế nào. Lên. Ai coi si đúng không? Đúng rồi. Thêm một em có sáu cá voxy nữa các bạn ơi. Con này có kích thước là 1393 cm. Con kỷ lục cao nhất của mình vẫn là con 1688 cm. Ok, bây giờ mình về lấy cần câu rùa ở cho lon bíp các bạn nha. Gì đây, đây 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 rồi các bạn ơi, đây đây đây. Cần câu bíp, cần câu rùa Achillon đấy, VIP nhá, nền tím nhá. Ok các bạn ơi, thì cần câu đây mình mới nhận đây, thì đây là cần câu VIP nha mọi người nhá. Cần câu VIP chỉ số này tăng 100 xác suất kiện cá rùa, rùa này 100% là xác suất bắt thành công rùa này, 40% lực căng này và 50% sức mạnh. Thì mình sẽ không gọi là thêm chỉ số, mình sẽ để tự nhiên như vậy câu cá con sấu xem thử như thế nào các bạn nhé, để xem thử nó kéo như thế nào. Còn video sau mình sẽ lấy cần này ra và thêm chỉ số vào các bạn nhé. Gì gì ok, dấu đầu đi nè, xa khơi các bạn ơi, ra thôi. Đây rồi, 46 rồi các bạn ơi, thử thử cần câu mới nào. Ok, cần câu rùa nhá, câu bíp nhé các bạn nhé. Để mình cẩn thận thì các bạn ơi, cẩn thận một tí vẫn hơn ha. Khi mình nhìn chưa quen ấy, ba nhấp là đúng không ta? Ba nhấp là bốn, bốn rồi, năm, năm rồi, sáu, và đó là biết ngay đất mà không, không có tiếng nhạc. Bình thường mà mỗi lần mà kiểu cá lên đó mọi người, cá lên đó là nó có tiếng nhạc một tí đó, nhưng mà pha rồi không có tiếng nhạc mà mình nghi đất các bạn ơi. À, tiếng nhạc hồi hộp khi cái ống xấu á. Ok thì cần mình là chưa có chỉ số mà các bạn ha, là chưa có chỉ số thành công á, cho nên hơi nguy hiểm một tí. Thôi mình đã thử thách rồi, là xem thử là không 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 có chỉ số kéo thử đam như nào mà. Ok tiếp tục câu nha, không sao, đứt một thì mình câu tiếp. Đây rồi rồi các bạn ơi, thêm 46 nữa. Nếu mà lần nào đứt nữa chắc là mình về nhà tổng kết hôm nay câu được bao nhiêu món sáu các bạn nha. Đấy rồi, để video sau mình có cái cần lên, cái cần này dễ đứt quá. Ok, tập trung nha. Cần này có hiệu ứng mà, để hiệu ứng tí. Chị sơ. Nào nào, cắn đi. Ok. Rồi, đi lên 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 lên. Ok, rùa rùa chắc luôn, rùa chắc luôn. Rùa chắc luôn, rùa rùa. Trời ơi. Phải 78 máu à? 104 máu, khi nào mới lên nổi con cá? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mà này kéo hơi lâu rồi. Tập trung nha. Bình tĩnh nha. Không có choáng nữa chứ.
Bình thường mình kéo cưng gọi là mọi em của mình có choáng mình quen rồi. Là sức mạnh cưng mọi em mình cũng hơi cao. Mình có thể kéo cá rất nhanh. Nhưng mà tính chắc con này là con rùa. Rùa vật. Achelon. Tập trung kéo nha. Ok. Với cái vương miện chúng ta, nếu có vương miện thì đúng bài luôn hả? Vương miện thì chế cần câu vip nhất luôn. Chắc không phải vương miện đâu. Vương miện chắc đứt rồi. Mà lỡ sao vương miện sao ta? Không biết nữa. Để xem hợp thế nhờ. Lưu ý là cần câu này chưa có chỉ số bổ sung các bạn nha. Chưa có chỉ số bổ sung, nó hơi kéo hơi yếu, kéo hơi lâu. Nên các bạn thông cảm. Nhưng mà chắc chắn sẽ lên được với kỹ năng của mình. Kỹ năng kêu bác của mình nhưng vẫn lên được. Cái gì đấy? Đang cái vế vật mà muốn vào đầu cái gì đấy? Ây da. Lên được không ta? Được. Và đó là mình biết chắc chắn là rùa mà. Biết chắc chắn là rùa mà, tại vì cần câu này chỉ số tăng rùa hơi bị cao luôn. Ok, thì video sau mình sẽ cố gắng kiếm cái cần này, kiếm chỉ số bổ sung cần này nó ngon tí. Ok, về nhà tổng kết nha mọi người nha, về nhà mình báo cá nha. Ok, về nhà đó các bạn ơi. Thì tổng kết các bạn nha, tổng kết hôm nay câu được những con sáu nào các bạn ơi, những loài cá nào nha. Đây, thì tính từ con cá lưng của 46 này, con này là 1229 cm. Ấy, con sáu đầu tiên ngày bây giờ ngày hôm nay, cá lưng gù. Tiếp đến là một con gọi là cá nhà tảng đầu trắng. Con này có kích thước là 1214 cm, 1214 cm. Đấy, xong rồi tới 44 thì lưng biển, rồi thêm 46 thương long nữa. Hôm nay ra hai con thương long luôn, một con thương long này với lại là một con thương long này nữa. Đấy, hôm nay có được 246 thương long luôn. Ôi là trời, thương long ám thế nhờ, mà được cái là đỡ hơn con thương đen, là thương long trắng các bạn nhé. Rồi xong rồi tới 46 nữa là cá Versi. Ok, rồi xong rồi câu mấy con 4 rồi này các bạn này. Đấy, ấy cá heo không vây, cá mập mõm rồng, cá nàng hải, các kiểu. Nhưng mà cái cần sau khi mình lấy cần câu ra test thử thì bóng sáu đầu tiên thì nó bị đứt các bạn ạ. Bóng sáu đầu tiên bị đứt đấy, nhưng mà xong rồi mình bóng sáu thứ hai thì gọi là lên con gọi là con rùa. Bóng sáu thứ hai thì mình tưởng mình thấy tự pha đứt rồi, ai ngờ nó lên con mỗi vật mọi người rùa ấy, rùa chơi lon ấy, nó như vậy là dương rùa rồi, dương rùa thường rồi thì mình chỉ cần rùa vô miệng thôi. Thì video sau mình sẽ gọi là chế chỉ số bổ sung cho cần câu này và đi câu 6 thử các bạn nha, để xem thử câu như thế nào các bạn nha. Thì chắc là video hôm nay tới đây thôi mọi người ơi. Thì các bạn xem thì ai chưa like cho nên kênh thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để giúp mình càng ngày phát triển hơn, sắm đạt được gọi là 100.000 đăng ký để mình tổ chức nhiều giải mini game hơn cho các bạn nha. Ok, ăn mừng 100.000 đăng ký các bạn nha. Ok, thì chắc là tới đây thôi. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống các bạn nha. Bye bye.